Chào thầy, em chào cả lớp ạ. Em muốn chia sẻ một chút. Trước hết là em tri ân thầy tổ Bùi Quốc Châu và tri ân các thầy các cô là có cái môn diện trận mới lại âm dương khí công. Thì là em áp dụng được cho cháu em, cháu ngoại hôm qua, sớm hôm qua tại vì bố mẹ cháu về Việt Nam, thì là có mỗi bà nội với cháu ở bên Đức. Thế là cháu sốt quá, thế là bà gọi cho bảo là bây giờ tình hình cháu sốt quá em chẳng biết làm thế nào bà. Thế là em áp dụng về âm dương khí công thì em thở, xin thầy theo người em thở cho cháu. Thế mới lại bảo bà gạch về diện trận thì gạch thêm mặt. Thế là được một lúc sau là cháu hạ sốt luôn. Thế xong rồi cháu chơi, cháu ăn, cháu chơi cả ngày hôm qua. Thế thì dặn bà là thôi cứ đêm mà có vấn đề gì bà cứ gọi em. Thế là đến 12 rưỡi gần 1 giờ đêm thì lại thấy bà gọi. Thế là em bật ra thì cháu nó ho quá, ho không ngừng một tí nào luôn. Thế là em hốt quá, thế là em mới dậy dậy, thế là gọi cháu dậy. Thế là bảo hai bà cháu ngồi đối diện như nói chuyện với nhau thế này này. Thế là em lại xin thầy, em lại thở tỷ lệ vàng xong em xin thầy, thế là cho em chữa cho cháu khỏi ho. Thế là em lại thở, cứ tập trung thở về nhìn về cái họng của cháu. Thế mà sau có độ 4-50 mới lại em niệm công nữa, thế là xong là cháu im luôn, khỏi luôn, ho luôn. Thế là cháu bảo ôi con chẳng ho tí nào nữa bà. Thế là xong ngồi chuyện hai bà cháu chuyện tí, thế là cháu đi ngủ ngon lành đến sáng. Sáng nay gọi bà nội bảo cháu nó ngủ luôn từ hôm qua, từ lúc đấy chả biết bà làm thế nào mà cháu vào cháu ngủ luôn. Mà đúng là hai bà cháu 1 tiếng đồng hồ nó không ngừng ho, em hốt quá em phải gọi cho bà, đánh là phải gọi đánh thức bà đang đêm. Thế mà bà làm thế nào hai bà cháu mà có một tí cháu nó im luôn, thế là nó vào nó ngủ luôn cho đến sáng bà. Thế là em mừng quá, hôm nay em lúc này em tri ân thầy tổ Bùi Quốc Châu mới lại tri ân các thầy các cô. Dạ vâng, chúc mừng anh chị nha. Chúc mừng. Và Đấy, vui lắm. Chúc thế mừng là ạ. em mừng quá. Dạ vâng, quá mừng luôn. Vâng, Cảm không thì ơn. bố mẹ cháu về Việt Nam thì một mình bà nội nữa thì lại già không biết làm thế nào. Dạ. Vâng. Cho Muốn hỏi chia tí sẻ không chị? thôi, thở đường âm hay đường dương? Có thở À, đường em dương thở thở đường đường âm âm ạ. cơ. Em Đường thở âm đường ạ. âm ạ. Đường âm ạ. À, Đường âm thì ok. hạ Tại sốt. vì cháu nó nóng, nó sốt thì em nghĩ là thở âm cho mát, mà cháu nó ho thì em cũng là ho là cũng nóng cổ, em cũng thở âm. Rồi, ok. À, thế là cháu nó ngừng luôn. Ôi trời ơi em mừng quá, lúc mà mở ra cháu nó ho ho không ngừng, không nói được một tí nào luôn. Thế là cháu nó cũng nghe, nó mới có 9 tuổi mà nó cứ vạch cổ áo ra thế này này. Thế là xong đến Vâng. lúc cháu nó không ho nữa, nó bảo bà làm thế nào con khỏi ho rồi. Thế cái con cá kéo cổ áo nhá, bà ừ thế kéo cổ áo được rồi, mà cháu mới có 9 tuổi thôi. Dạ. Vâng. Quá mừng luôn. Vâng, thế là em mừng, mừng quá. Không thì bà Vâng. nội nó gần 70 tuổi, chẳng có ai đấy, chả biết làm thế nào, đi viện, đi viết. Thầy ơi, thầy cho em Dạ. chia sẻ. Vâng. À, em có hai cháu, một cháu gần 2 tuổi, một cháu gần 3 tuổi. Thì cái cháu gần 2 tuổi hôm vừa rồi cho cháu đi sang yêu con bác, đi sang con sang nhà mới, nhưng mà không mang thuốc, không mang cặp sốt gì hết. Thì đêm nửa đêm cháu cao lắm, thì là em thức em cũng toàn thở đường âm với cháu thôi. Em thở đường Dạ. âm thì cũng thoát, coi như không phải uống kháng sinh. Dạ. Và cháu chơi, vâng, chơi một tốt nữa, cái đặc biệt là không sốt. Chứ còn lúc đầu cũng lo lắm, tại vì là ở nhà mới không có cặp nhiệt độ và đồng thời cũng không có thuốc, Dạ. không có, bây giờ không biết làm thế nào, và nếu mà sốt cao thì làm thế nào, cũng đầu tiên thì cũng lo lắng. Thế sau đó thì em cứ làm thở đường âm với cháu, cứ nghĩ Dạ. về cháu ngâm thở đường âm, sau đó thì nó toát mồ hôi ra thì thôi không không thở nữa thì là mát ra mồ hôi, khi mà sốt trẻ con sốt cứ ra mồ hôi là ổn. Dạ. Tuyệt vời quá, các bà giỏi quá đúng không Thế còn lưng của em thì sáng nay hỏi thầy đi, bây giờ em cũng ổn rồi, 10 phần mà đỡ ạ? được. Tức là buổi chiều hôm nay bế cháu thì không có hiện tượng đau nữa, còn ngày hôm qua không bế được, tức là bế lên đặt xuống, nhưng mà buổi chiều hôm nay thì em bế được rồi. Nhưng mà nếu mà nghĩ về nó thì vẫn còn, nhưng mà còn không nghĩ thì nó cũng tạm thời là ổn. Vâng, cô làm thế nào để được như vậy? Đấy thì sáng nay hỏi thầy, tại vì em cũng lúc thì em thở đường dương, lúc thì em thở đường âm, thế cũng yên tâm. Sáng nay hỏi thầy, thầy bảo là bây giờ cứ thở thở đường dương đưa về nó và tay, thì em cũng quay cổ tay và em cứ nghĩ đến em lại thở đường dương đưa về nó về lưng. Đơn Và
Chúc mừng là cô nhé. vâng. Dạ, đơn giản đúng không ạ? Quá đơn À, giản. đúng, quá đơn giản. Quá Cháu đơn như giản. em hôm nay nó bảo là con toát hết mồ hôi bà hôm qua, toát hết mồ hôi, ướt hết áo. Cái tuổi Ừ nó đã biết rồi. nói. Này, con thì em cũng chưa đến 2 tuổi, chưa biết nói gì. Rồi. 3 tuổi cũng chưa, nó cũng chưa hiểu là thế nào. Chỉ Đúng thấy rồi. nặng thì Cảm đấy ơn các cô, các bà biến thành bác sĩ hết, đúng không ạ? thôi. Nếu mà chạm vào tay cho chúng ta. Vui lắm ạ, rất vui. Ai có con, có cháu mới hiểu đấy, đúng không ạ? Mới Vâng, thấy được bệnh quá. ốm đau mình lo thế nào. Nó sốt đùng À, đùng đùng, nó đúng rất là rồi, sợ mất lắm. ăn mất ngủ, sợ lắm. Sợ lắm thật. Rất sợ, nó co giật rồi đủ các thứ diễn ra, biến chứng mình không thể nào mình lường trước hết được. Thế ước gì mà tất cả những nhà mà có trẻ con đều đều biết học cái môn này kìa ạ. Vâng. Thì khó mà không không bị co giật là đã là sướng rồi. Dạ vâng. Bớt dùng thuốc đi đã là mừng. À, không 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 phải uống hạ sốt là sướng nhất. Dạ vâng. Rồi, hy vọng là chúng ta sẽ lan tỏa được tới cộng đồng nhiều hơn, cũng nhờ một phần các cái sự chia sẻ của các cô, các bác, các chú đấy ạ. Chúng ta có cộng đồng, có gia đình, có bạn bè thì mọi người cứ chia sẻ cho mọi người học cùng hoặc như thế nào đấy, nó sẽ đỡ. Cảm ơn các cô. Xong mời cô Trịnh Thị Vân ạ, thì cô giơ tay. Không 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 nghe thấy, bị mất tiếng à? Vâng. Dạ. Em có đứa cháu nó bị ho, xong là kém ăn. Thế là hôm em thở đường dương và nói niệm công với cháu thì hôm sau cháu ăn được tốt luôn. Còn vấn đề mũi xoang thì điều trị thì cũng đỡ hẳn thế ạ. À Đợt thế bây ạ. giờ đây vâng, không phải dùng kháng sinh nữa thế ạ. Hôm trước là dùng kháng sinh rất là nhiều, rất là sốt ruột. Lần này làm em phải dùng kháng sinh. Nhưng vấn đề là dạo này em chữa thì không biết có phải là do tác động vào giờ có năng lượng xăm cháu mà cháu hay ra nhiều mồ hôi thế ạ. Thì không biết có phải vì thế không. Vâng. Cũng chưa rõ xem có phải là ra nhiều mồ hôi do mình tác động nhiều lên không. Vâng. Cái ra nhiều mồ hôi bọn trẻ con ấy thì các cụ ngày xưa hay nói là ra mồ hôi trộm ấy, mình không biết được. Thì Vâng. mình cứ quan sát thêm ạ. À. Nhưng mà tốt nhất là nếu mà có ra mồ hôi thì mình cứ lau khô. Cho các Vâng. con ăn uống ngủ nghỉ bình thường thì một thời gian nó cũng cũng ổn định lại đấy. Vâng. Em thấy tốt lắm thầy ạ. Hôm cháu kém ăn khoảng 2 tuần nữa. Dạ. Hôm đấy em nghiệm một ngày buổi tối em nghiệm xong xong là ăn bình thường luôn ấy ạ. Em thấy luôn. Vâng. Dạ Kỳ diệu thật đấy ạ. Chị ân thầy vâng. tổ, chị ân thầy cũng chí Việt và chị ân lớp ạ. Dạ vâng, xin kính tri ân thầy tổ của các cháu, xin chào một tay gửi tới thầy ở đâu ạ? Vâng. Kính Chị ơi, tri chị ân thầy. chia sẻ với chị là chữa viêm xoang thế nào? Chị bảo thế nào? Dạ. Rồi, cháu xin phép rồi, cháu xin phép mời cô Vân đi chia sẻ chữa viêm xoang đi. Ngắn gọn thôi cũng được ạ. Một chút. Cô Vân làm những chữa viêm xoang thế nào cô Vân? Viêm xoang thì hồi xưa là em bị viêm xoang mãn tính thầy ạ, à, mấy chục năm đấy. Thế là vừa Dạ. rồi được một đợt thì em cũng chữa sáu vùng phản chiếu cũng là giám việt các thứ, nhưng mà đợt này bị lại khoảng 2 tuần thì em đánh sáu vùng phản chiếu nhưng mà cảm thấy chậm. Thì cơ bản là em tập thở và dùng niệm công ý công đến cái vùng xoang, và đặc biệt là dùng thập tự công em thấy đỡ nhiều lắm thầy ạ. À. Dạ. Vâng, cũng giám việt nhưng mà cũng thấy chậm. Tất nhiên Dạ. là chủ yếu là dùng niệm công ý công và thập tự công ạ. Dạ. Vâng, cũng Cảm chế ơn độ cô. kiêng khem những thứ lạnh. Ngồi. Vâng, rất là tốt thầy ạ. Em lần này em không phải dùng thuốc gì ạ. Đấy. Mà em cảm giác là thường bị những xoang rất là sâu, xoang sàng, xoang bướm luôn. Nó Ừ. nằm rất sâu, toàn đau ê ẩm phía sau đầu ấy, nhưng mà bây giờ ổn ạ. Dạ. Vì vi diệu và biết ơn thầy tổ rất nhiều. Dạ Biết ơn vâng, thầy, biết ơn lớp vui học ạ. quá, cảm ơn cô. À, Vâng. mọi người nghe rõ không ạ? Cô chia sẻ đơn giản đấy, rất đơn giản thôi, niệm Thấy công, ý thế ơi, cái công. tập tự công ấy em lại không dùng ngón tay mà em dùng ý, em dùng ý Dạ, em được. vâng, em nghĩa là để tâm rất là sâu sắc vào cái vùng đấy ạ, Rồi. thì có cháu em thấy hiệu quả rất nhiều đấy ạ. Dạ, ý dẫn khí mà, được hết ạ. Ý dùng dùng ý niệm công vẫn đánh chữ thập nhưng mà bằng cái ý nghĩ của mình ạ, Dạ, tưởng tượng ra. và Đấy, tâm là đấy. cực kỳ để ý đến. Vâng, Dạ. sau khi niệm vài ý công đưa năng lượng đến vùng đấy và em bắt đầu dùng thập tự công ạ. Dạ. Ừ. Cảm ơn Và cô Vân. vâng. Mọi người thấy các cái chia sẻ kinh nghiệm của các cô, các chú có đơn giản không ạ? Tôi thấy không có gì phức tạp.
Bà bảo là tôi làm đơn giản lắm, có thở một chút này, có niệm công một chút này, làm ý công một chút này, hoặc là thập tự công. Kỹ thuật thì không có gì chúng ta đều được học hết, nhưng mà mọi người làm rất là tập trung, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là phải rất là năng lượng. Cộng thêm nữa là mọi người tập luyện hàng ngày chăm chỉ. Nếu chúng ta không tập chăm chỉ thì chúng ta không có năng lượng để chữa bệnh cho mình và cho người khác đâu. Người dung không ạ? Trước sau chúng ta cũng sẽ mệt và trước sau chúng ta sẽ bị bình thông nhau. Chắc chắn là như vậy. Đó, thế nên là mọi người mà muốn làm huyền công hay là chúng ta muốn làm diện trần giỏi ạ, mà chúng ta không bị bình thông nhau thì chúng ta cần phải tập âm dương khí công hàng ngày, không thể bỏ.